Vui mừng khi sắp được làm cha, khát khao cuộc sống bình yên càng thôi thúc Sơn mãnh liệt. Mày còn nợ tao một mạng đó Sơn. Tao chỉ muốn lấy lại hàng của tao thôi mà. Mày không giúp tao là mày ép tao đó Sơn. Nhưng đúng lúc này, bẫy đá ép Sơn cướp lại số hàng từ tay trùm ma túy dùng biên giới liên khẹt. Liệu Sơn có dám từ chối lời yêu cầu đầy hăm dọa của bẫy đá hay không, khi anh hiểu rằng cả gia đình mình đang rơi vào vòng nguy hiểm. Những diễn biến cuối đầy thu hút của bộ phim truyện Việt Nam Con Đường Hoàng Lương phần 2, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng của ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.